thứ ba rồi đó nghe mấy bạn. Thứ ba, thứ hai. Lần thứ ba, thứ hai hả? Thứ hai, thứ ba. Thứ hai lần đầu mình đặt nó có tính. Lần sau thăm mới lần cầu chiến đầu tiên thăm là chết chuột cái trời đúng không? Chứ thứ hai. Khu này mình vừa mình rút rồi. Không có còn gì lưu luyến nữa, chờ mưa xuống mới xuống lại bạn ơi. Được con hổ ngựa này cũng như ăn ủi lần này. Này là hổ cắn nó con. Cắn nó, trả thù nữa, từ giờ mà không biết cách nào trả thù, cắn trả thù vô cha. Con vô cái lách của em nè, nó thúi chết sao nó chịu nổi. Sáng thì ngủ rồi thấy chưa, cho trễ giờ trễ nãy. Điện thì sẽ gọi đại bàng không. Của tôi là phải đẹp thôi. Quay hơi lâu nha bạn, tại vì có con gắn anh em mừng á, nên cũng quay cảnh hơi dài để chia sẻ cho các bạn xem. Được à, sướng nha. Sướng không? Sướng. Có mở lại show à, trời cái con này nó xui cái nè. Này cái lỗ mũi nó hay là bị con dê chó cắn lỗ mũi nó. Nhìn cái đầu nó coi. Dê cắn quá. Nè, thấy không? Này con dê chó cắn cái lỗ mũi. Gỡ cho nó để nó nghẹt thở nó chết nữa. Có con một đó. À, mà nếu mà nó cắn cái phần da này các bạn, mà đừng có nên gỡ nha. Gỡ cái nó bị chày á, nó bị bể một lỗ da nè, cái nó bò tới bò lui, cái nó lở từ quầy vậy, giống như ghẻ lở vậy đó. Người ta sẽ mua cắn thịt nha bạn. Cho dù nó cắn nhất cái gì chăng nữa, người ta sẽ dùng cái cắn ba hết. Đó là kinh nghiệm của mình bắn cắn hổ hèo với cắn hổ ngựa đó. Nếu mà nó bị dây cắn kệ nó. Rồi thằng hai, mình xin chào cả nhà nha. Lời nói đầu tiên xin cho phép Bình Trần Mỹ Gắn gửi đến cô dì chú bác và toàn thể anh chị em lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất nha. Ê, bốn Bình Trần hai mình bốn nha, chào các bạn nha. Rồi mình với anh hai xin mời cả nhà đi theo mình trải nghiệm thăm những cái luồng Mỹ Gắn nha cả nhà. Cũng tới chỗ rồi, hai anh em hẹn hò ở đây mới gặp nhau quán cà phê xong chạy ra đây bạn ơi. Chừng đó anh có ăn cái hay gì? Để cái vỏ nó xúc coi. Vỏ quẩy nặng dữ à. Đây, một lồng chuột. Đâu? Ba mươi mấy em. Ba mấy em luôn. Ồ, vừa vừa ngon ngon ta, nhỏ nhỏ nè. Mới mua mà không ngon. Con nhiêu anh? Hai tiền gửi. Ồ, ghẻ vậy. Lấy cho em chăm con coi. Hồi lấy. Ừ. Chai nước à. Ồ, chai nước đá nó gì vậy ta? Không chơi là chơi thôi, là chơi đồ mát vậy đó. Trời ơi, nước đá sướng sướng rồi. Bữa nay còn ngon rồi. Bữa nay sống rồi cả nhà ơi. Nước đá. Còn mình ở đây thì nếu các bạn thấy không đó, mình quay cao ra trước rồi mà. Đây, chai nước. Cái chai uống nè, dang dở rồi mình châm thêm. Đây, củ sắn nha. Củ sắn cho mấy đứa em. Lúa. Giờ mình ở đây có 6 con chuột à. 6-7 con gì đó bạn. 6-7 con chuột à. Mình đi ra không là hút mình rồi. hết chuột rồi. Cái gì? Hình như hút thằng bên kia hay gì. Bên kia hả? Đi thăm bẫy hút hoài tối cũng không có làm gì mới sợ, quên đầu quên đuôi hoài. Má ơi, ai thăm cái bẫy con rồi, má ơi. Cái gì? Ai thăm hả? Đâu mà hên dữ vậy? Đâu có chừng ai anh ơi, có chừng con ấy không? Con ấy là con gì? Con ấy là cái bẫy ra ngoài. Con chó tặc á. Đỡ không, nặng không? Đi cặp lộ xe đường xuống Trần Đề các bạn. Đầu năm xe hộng nè. À, tắt máy bằng cái đầu tiên của anh Chức Quốc nè. Chơi xấu. Anh nó có ai thăm của anh kìa. Để bấm tay mà điếm luôn. À, thì con chuột này nó chết queo rồi xiền. Cái thứ hai của anh mình phán rồi. Sao? Em là cưng cửa nhà mà ấy gì đâu coi. Ê, trời ơi nó mỏ lên luôn. Mình giỏi quá bạn ơi. Thôi, anh cứ giỏi thì thỉnh. Công nhận ha, lỡ tới là chuột cho chết chuột. Sống không nổi rồi mình Trần phải gắn rồi, không ai thì đi với mình không tàn cuộc đời con. Chưa chắc đâu. Chưa tới phút cuối ha.
tới đấy. Ông không sợ mình trời, bữa nay ông đi, ông đem theo 4 cái nữa, mình rủ qua cái hòn đảo bạn. Rồi mình có đem thêm 5 cái rồi đó. Rồi ông nói đi rủ ông đem 7 qua cái hòn đảo. Ông nói ông đem 4 cái, ngần kiểm tra nãy lại ông tới 6 cái nè. Ông không sợ mình, ông đem mình rủ rủ bên 4 thôi nghe, mình đem 5. Cuối cùng mình ông đem hơn mình nó mới chịu. Ở ngoài xe bạn mình có 5 cái 7 bạn. Mấy bạn cứ nghĩ đi. Anh sao cái nó chơi không có thiệt tình. Nó nói thí dụ nó đem 5 cái 7 không? Là dắt trong vỏ từ 7 8 cái, mình phải đem chặn đầu vậy đó. Mình đem 5 cái. Mình kêu ông đem 4, hai anh em đem 4 cho nó vui. Mình đem 4 mình đem 5. Mình đem 5 cái ông giỡn rồi, ông gà ông quất 6 cái. Thôi hai anh em mình à, đợt này mình có luồng mới các bạn. Mình sẽ đem 5 cái và anh 6 cái đi qua cái hòn đảo nữa. Cái hòn đảo nghĩa là nó không có cho đường qua, chỉ có một con đường duy nhất là đi bằng xuồng của người ta qua các bạn. Rồi mình đi hỏi thăm, mình để hồi mình kiếm có nhà nào bên kia đó rồi mình nhờ đường qua nha bạn. Đi qua đó hy vọng sẽ có cái, nó còn ghim á. Trời ơi, con nhận miệng thúi ghê trời. Thổi cái vụ nó hoảng hồn muốn dí chạy cái tẹt cái đống. Nó ngọt. Rồi tắt máy nha bạn. Cái thứ hai chút bớt rồi đó. Cái mặt nó cháy xài mới rụng cái bọt. Ngon lành không? Xài nhóc luôn nha bạn, bao hàng luôn. Rồi tới cái đầu tiên của mình nha. Cái bữa trước xài nó rụng đỏ gốc luôn. Cái này cũng mới lắm. Ốc rụng thúi từ lơ hột dưa hết chứ. Thế đầu tiên cuối một em ơi, mưa một cái thì thôi, chỗ này thì thôi, ngon lành luôn á. Trời ơi trời, con chuột hy sinh. Buồn thì chứ. Cái này chết chuột nữa chứ đâu. Ông chết chuột nãy giờ ông quả nãy thơm thêm hai cái nữa bạn, mà mình không có quay lý do là nó chết chuột không à. Quay rồi à, nhưng mà mình xóa liền tại chỗ luôn rồi bạn, không biết ở đâu luôn rồi. Vậy này cũng mới giờ bạn, lần kia nắng quá nắng nó chết chuột cũng giờ ở đây. Chung là mình thăm hai anh em, ví dụ như mình đặt ăn hàng 25 cái, hai người 50 cái thì mình sẽ quay hết 50 cái đó luôn, chứ không phải là cái nào mình không quay đâu. Cái về nhà cái mình trong quá trình mình chuẩn bị soạn clip lại á thì mình sẽ bỏ những cái mà không quay á, cái không dính á, cho nó bớt cái cho nó clip nó hấp dẫn hơn á. Còn cái clip nào mình để lại cho giúp vui cho bạn thì mình để lại thôi, chứ thật ra mình biết cái bãi nào không dính đâu mà mình không quay hết toàn bộ các bạn. Những đoạn nào hay thì mình chừa lại, hấp dẫn chừa lại cho các bạn xem cho đỡ buồn. Chứ mà mình quay 50 cái mà ghép lên, thứ nhất là nó dài, clip nó dài mà làm hết hồn ở dưới, ai ở dưới vậy giật mình. Sao đại ca? Cái thứ hai nó là nó dài quá, 2 tiếng hồ là xiền luôn. Vô đây cái bẫy, bây giờ cái bẫy mới, vô đây đi kiếm cái bẫy cũ. Hả? Bố hết tài luôn. Bẫy mới anh đem cho nó rồi mà. Rồi cái bẫy cũ kiếm chưa gặp nữa nè. Rồi, ông đi kiếm gì vậy? À, đây bẫy mới đi kiếm bẫy. Ông lấy bẫy này nhét vô rồi, ông đặt đã giờ quên số quân luôn rồi. Hay là cái bọn ác này lấy của anh rồi. Rồi không thấy anh giờ đâu đây nè, ông đi xa dữ chứ đâu đại ca. Ừ, vòng vòng cô này gạt cái ni thế ớn. Người ta lấy của anh đi, người ta dời đi ba cỡ một ba bước thôi, rồi người ta để đó coi con mình coi có thật sự là quẩy quên không. Cái 10 bữa sau người ta thấy cái bẫy của người ta dời đó còn nguyên, người ta lấy tới đây nhà. Thấy chưa, thấy rồi, trời ơi trời, chui của kìa vậy đó, mà bị bọn áp phát hiện bó tay thì chứ. Mình đặt bẫy bạn, càng đặt thoáng chừng nào càng thon là dễ dính chừng đấy, càng chui vô bùn vô bụi là nó không có dính đâu nha bạn. Nhưng mà tại sao biết vậy mà vẫn chui? Tại vì mình chui để mà mình còn cơ hội dính, còn mà đeo ngoài là hết cân chân cơ hội luôn, bảo đảm chuyến sau là mất bẫy kiếp mà nghèo luôn. Giọng cười đó kìa, cái giọng cười này là ngon con mà nghe, ngon không? Hả? Một buổi trời chết chuột. Chuột chết nữa hả? Nguyên, không có chết nữa, chết nguyên không à? Thiệt không được ơi? Trời ơi trời, khu gan luôn, ý là chui cỡ đó mà còn chết chuột nữa. Gần nội xe bạn, có những đoạn bị déo gần nội xe mà nó hơi hồn bạn. Nên các bạn xem mà thông cảm với mình nha. Qua wow, trời. Cái chuyến gồi chuột chết như vậy đối với anh là nhiều nhất chưa? Nhất trong đời. Là mỗi cái đó phải không? Mỗi cái luôn. Chưa đâu, chuyến này chết còn dữ hơn. Đúng là cái miệng linh như miệng con quạ. Bó tay rồi chứ.
Chết nữa đó hả? Chết nguyên chết nữa. Rồi phọc nữa. Mùa này các bạn ơi, nó chực nó chết thì thôi, cầm chắc là 90%. Ý là mình bổ sung này củ sắn, khoai mì, tà le, học me chứ nó mặn bụng đủ thứ kiểu. Ai đắt máy nha. Khô gan thôi, nước rẻ, cái lòng sông mà nước vậy đó. Ăn coi nè. Cái mương mà nó chơi ra vậy nó khô gan vậy đó. Anh ơi. Bự lắm anh ơi. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Ui. Cái này đặt dưới đường mương nha. Mà mình hy vọng chuột sẽ sống nha. Nhưng mà hy vọng rất là mong manh nha. Đem về lên bờ để bể phụ khác có chuột còn sống để vô thì bạn hiểu ha. Cái chuột kia nó đã hy sinh vì tổ quốc. Gì cười rồi khóc hả? Khóc rồi thiệt không? Nguyên chuột chết hả? Chuột chết nữa hả? Phải không? Tụi chết không? Du lịch rồi. Mày nghĩ là sao nó không có nhà hả? Không có nhà. Con chuột đâu ta? Ai biết anh đâu? Ai biết anh đâu? Anh đặt bẫy mà. Anh hỏi em. Anh rút luôn mà, rút mới mà, rút mới đi qua cái đảo rồi. Ba bịch lúa đây, con chuột ở đâu? Cả nhà nhớ ủng hộ mình bằng cách bấm like, bấm đăng ký hoàn toàn miễn phí và bấm chuông để nhận được video mới nhất của mình nhé. Cảm ơn cả nhà nhiều lắm nha. Ngồi chùm bẹp luôn rồi đó hả? Giả bộ đưa cái tay cái lên hoài. Có hàng mới sợ à, chuột chết nữa chứ đâu. Con này ngươi gạt mình lắm mà. Trời ơi, làm như là khủng long chúa vậy. Đâu? Đang ngồi đây quay đâu quay. Đúng đó, không hú hú. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời. Con gì ơi, trời ơi. Con này là để mình đón nha, con này con ngựa là xiền. Con này con ngựa đó, nó ỉa kia này nha. Chà, trời ơi, trời ơi, đống lớn này trời. Ngựa rồi, mình chưa thấy với màn hình, nhìn vô màn hình điện thoại mình thấy nè. Ngựa trời. Bằng tay cái. Nặng anh ơi, nặng, nặng lắm á. Một cái lúc này nặng mà. Nặng, con ngựa này ngon lắm á. Trời ơi, đây bệt nữa nè. Đó đầu ra rồi. Ỉa dữ thần vậy trời. Trời ơi con ngựa. Ỉa dữ thần vậy. Ăn nhiều ỉa mà nhiều mà. Rồi con ngựa này là chắc cũng có hơn nửa ký chút. Ỉa trời gì đó coi cái nè. Đây một ề dưới đó một đống chuồng ngụm. Có mồi mở lai xô rồi. Anh em ở lại nhà hay quy nha, đang mở lai xô nha. Có mồi rồi. Ơi ơi bó tay. Cũng đẹp anh ha. Đẹp không? Đẹp. Nó giọng hết con chuột mà không đẹp nữa. Chuột tôi cho uống toàn sữa Vinamilk. Trời ơi trời. Sướng thiệt chứ. Nhìn đã. Đầu tung cái đầu máu không. Mới vô con này. Mới vô chừng tầng trước á. Tầng trước á. Thì cái đống nước này khô gan à. Ui tôi thúi những cái gà sáp vô nội ơi. Rồi đi chỗ khác bắt anh nè. Từ đầu gắn cầm hai tay mới nổi. Ôi ui phình nữa kìa. Bụi anh á. Hả phình phình lên nè. Nó ngựa thấy gì nó bọng mà nên thấy nó nhẹ bất cứ khi nào mà con nào trên được ký trên ký đó gắn của ông thì nó bọng gắn tôi nó đạt chứ lắm ừ đóng chuồng ngung không biết được. Chỗ này hổm em chỉ anh đặt phải không? Hơi chia cho con nữa mày đi chỗ khác bắt hay bắt đi lên đây bắt cho bạn xem. Tôi nghiên cứu cái đầu nào có cức là mình tránh đó. Thường thường ông nói nghiên cứu là gì đó? Công nhận cái đầu nào có cức không mà lấy gì tránh. Người ta nói nghiên cứu ngu như kiến gì. Tát dữ vậy. Vậy là cái con này khu vực này còn nữa. Còn con bằng tay cái nữa. Dữ lắm. Nghiên cứu là ngu như kiến hả? Trời ơi. Hồi chọt là chọt mình thấy ghê chứ. Hồi sáng giờ nó hao mười mấy 20 con chuột rồi mấy bạn, mà mới con hổ ngựa ba lớn. Bự á. Chuột á. Nắm cho đít nó đàng hoàng mới được, đợi đít nó ra nắm. Đít nó tiêu rồi, lỗ đít thôi vậy.
coi chỗ nào xám lại. Nè, không thấy. Điện gió hả? Vậy là dữ vậy ta. Ỉa rồi bít đít luôn rồi. Lít chỗ này nè. Ta cá với em nè. Ỉa thú gì lắm mà. Đang nắm hở cho nó ỉa xịt xịt vô ngoài đó nó được. Thăm chuyến này là lần thứ ba rồi đó nghe mấy bạn. Thứ ba, thứ hai. Lần thứ ba, thứ hai hả? Thứ hai, thứ ba. Thứ hai, lần đầu mình đặt nó có tính. Lần sau thăm mới, lần ngồi chuyến đầu tiên thăm là chết chuột cái trời đúng không? Chuyến thứ hai. Khu này mình vừa mình rút rồi. Không có còn gì lưu liếng nữa, chờ mưa xuống mới xuống lại bạn ơi. Được con hổ ngựa này cũng như ăn ủi lần này. Này là hổ cắn nó con. Cắn nó, trả thù nữa, từ giờ mà không biết cách nào trả thù, cắn trả thù cho cha. Con vô cái nách của em nè, nó thúi chết sao nó chịu nổi. Sáng thì ngủ rồi thấy chưa, cho trễ giờ trễ nãy. Điện thì sẽ xẻ rồi đại bàn không. Của tôi là phải đẹp thôi. Quay hơi lâu nha bạn, tại vì có con gắn anh em mừng á, nên cũng quay cảnh hơi dài để chia sẻ cho các bạn xem. Được à, sướng nha. Sướng không? Sướng. Có mở lại show rồi, trời cái con này nó xui ra nè. Này cái lỗ mũi nó hay là bị con ve chó cắn lỗ mũi nó. Nhìn cái đầu nó này. Ve cắn quá. Nè, thấy không? Này con ve chó cắn cái lỗ mũi. Gỡ cho nó để nó nghẹt thở nó chết nè, có một con một đó. Mà nếu mà nó cắn cái phần da này các bạn, mà đừng có nên gỡ nha, gỡ cái nó bị chày á, nó bị bể một lỗ da nè, cái nó bò tới bò lui, cái nó lở từ quầy vậy, giống như ghẻ lở vậy đó. Người ta sẽ mua cắn thịt nha bạn, cho dù nó cắn nhất cái gì chăng nữa, người ta sẽ dùng cái cắn ba hết. Đó là kinh nghiệm của mình bắn cắn hổ hèo với cắn hoang với hổ ngựa đó, nếu mà nó bị dây cắn kệ nó. Rồi thằng nếu mà người ta cẩn thận á, nhiều người ta nói cái thằng chủ cắn đó, có nhiều người ta cẩn thận, người ta lấy cây gắn sắt á bạn, ta nhiễu lên cái chăn cái con nó luôn. Ăn cho nó chết cho nó luôn. Ừ. Là nó đừng có bể. Có nghĩa là sợ gỡ ra nó hụt 600 gram nó gớt cái gì thành cái dán cho nó dính đủ 600 mà. Gắn là 1 kg 7 kg 8 lần gắn nhất ha. 1 kg 6 kg 7 kg 2 cho lên là gắn nhất cái chân rồi, mới gắn con hài quá. Nhưng mà các bạn cho dù mấy ký đi chăng nữa mà nó rách lỗ da lại gắn thịt là nó xuống còn tháng 3. Mình bán mấy lần bị gì người ta dặn mình á, nếu mà có thì nó gỡ. Tội nghiệp quá, trời luôn gớt gỡ con ve mà gớt xuống như lỗ nhì. Gớt xuống lỗ 3. Cho dù anh gắn 1 kg 2 kg dân nữa làm cái lỗ thịt rồi thì gắn thịt thì xuống còn có gắn thịt á. Rồi vậy tóm lại là vậy đi thôi đi. Gỡ. Còn nếu con gà lấy cái em sắt thì gắn vô. Nãy người ta có con dây đây, buộc con dây thì đừng có buộc cái đó. Cái túi nhỏ quá buộc cái đó rồi nó thấy nhỏ quá nó không có vô nữa. Trông nhận cái túi đẹp ta. Túi mới luôn ha. Mới ra. Mới kẽn luôn. Ừ. Nhiêu ngàn? 5 ngàn không? 10 ngàn ông Duyên mua giùm đó. 10 ngàn hả? Ừ. Đẹp cái gì ta? Giờ bữa ta kêu anh Duyên mua vài cái ra ta. 10 ngàn đẹp quá. Ừ. Rồi. Thôi nghe bạn, tắt nghe bạn. Để hồi mình bực bộ quá anh Bình Trần ạ. Con khai trương đầu tiên của ông. Không lẽ mình thua ông Hay Quy này cho ta. Mình đây có một cái này. Ông hốt một con này. Mình không bắt trước thì ảnh hốt một con cái. Đây là cái cuối cùng trong khu 7 này luôn. Ảnh cái cuối cùng trong khu 7 này anh hốt một con. Mình làm sao đây hết. Hiện tượng gì trơn trội hình như thế nào. Không thấy hiện tượng gì đâu. Ồ, thấy rồi, thấy hiện tượng rồi. Chạch chuốt. Bỏ tay. Chạch chuốt, được ơi. Tiếp tục. Màn 1, màn cảnh 14. Là cái màn cảnh chết, màn chuột chết. Khu vực mới nha. Cái đầu tiên nha. Trong cái lùm chuối đó đó. Đây là thăm lần thứ 2, anh hai Quy thăm lần thứ 2 nha bạn. Còn mình thì không, hình như là thứ 6. Thứ 6, thứ 7 vậy đó. 24 quận trước rồi. Rồi anh mới đi theo mình xuống đây, cái vụ trên này là thăm là thứ hai. Anh đặt trong đây hình như có 3 cái bạn ơi, đi theo mình có 3 cái à. Còn mình trong đây là khu này mình đặt cũng cỡ 6 cái, 5 số cái gì đó. Khu mà dính hổ hèo mình đẹp đó bạn. Sao anh? Chuột chết nữa hả? Khu nào cũng chết chân. Thăm lần biết chỗ hết ha. Lúa đẩy gà. Có không? Có hàng không? Lúa đẩy gà mà. Hay là con chuột nó vụ. Dở được cái chuối nó đè nặng 5 kg. Đu. Đu cái gì? Coi cơ má. Em chết quá. Trời ơi, lúa đẩy gà. Bó tay. Chứ
cái thuốc bắt tắt ngáy thôi. Mấy có đồng nghiệp nào không biết vô gắn này mà chết khu gan luôn, xét nghẹt luôn, bỏ luôn giữ ruộng luôn. Xét cái chân mà chắc cái mùa khô này được đợt rồi đó. Này chịu khó quấn lợp đây, thôi mềm quá trời mềm mà xét cái chân học rồi. Anh Hai ơi, có không? Bẫy mình ở đây nha. Trong lùm này. Bẫy nó chỉ rồi qua lại mình không có thấy. Bẫy mới xét nữa. Không đi. Không thấy. Ồ, đục chiến binh của mình còn sống. Rồi, tắt máy nè. Còn sống là còn ok. Chào các bạn nha các mày. Ngồi màn đầy đủ. Cũng mập dữ chứ. Chiến tích của chiến rồi nha. Còn bẫy này là bẫy khủng của đồng nghiệp bỏ lại nha. Bẫy mình bẫy kìa. Bẫy mình kìa. Sao thấy hổng đầu lên rồi trời. Bẫy này hổm bị hư cái hôm bị rách đầu rồi, bị sức đầu thì hổm lên đầu nữa, đầu này hổm lên cao nữa. Dạ, chuột chết đầu này luôn. Chúc mình may mắn nha. Cái bẫy này mà của em mà anh Thông không dính em bắt con gắn của anh. Anh tới điện làm gì cả. Alo, em nghe nè anh. Chưa có một con làm thuốc nữa nè. 9 cái dính 7 cái. Chết 2 con hả? Còn lại 5 con. Thì 9 cái bữa hổm em với anh đặt cái gì đúng không? Cái luồng đó, cái luồng bên kia. Đúng rồi, cái luồng mày chưa thăm đó. Có con nào bự không anh? Con nhất hả? Trời trời, thấy ham luôn chứ. Cái tự nhiên nó trời đời trời. Hả? À, quá đã rồi, 9 cái mà 9, 7 cái là vô rồi. Ngon anh ha. Tìm không chạy thôi, nó chạy về quá trời. Em chết chuột nó nè. Cái gì? Anh nói gì? Lo biển bẫy ngoài hả? Nhầm khi có con mèo không? Em nói cái luồng nó còn ghiên mà không dính hổ ngựa chào bá nọ là cái luồng nó còn ghiên mà. Vậy hả? Con hổ ngựa bự nó hả? Vô chuột giùm em anh nay. Rồi, vậy hả? Chết 2 cái, 9 cái chết 2 chuột mà dính 7 con. Trời trời dữ dằn vậy. Ngon. Không hổm là thăm cái luồng nó không chạy, bữa nay chạy chạy dữ trời. Hôm qua chạy ham luôn, bữa nay chạy thấy ham cái luồng dưới đó ha. Hai đang báo tin, ý ông Tư, anh Tư đang báo tin nè. Chưa có con nào hết trơn á. Bó tay luôn. Cái luồng này 6 cái với cái luồng bên kia cũng 6 cái, nó 12 cái rồi. Em 12 cái, ông Hai Quy ổng hình anh Hai Quy này ảnh như là đại ca. Một nùi rồi. Một nùi rồi mà chết chuột không luôn. Với em mới đi đặt xong bẫy rồi, mới xong bẫy rồi muốn xỉu luôn rồi. Trời. Trời mưa không? Thấy cái trời dưới mưa không? Thấy giờ đi chân đen phù lùi nè. Không có mưa hả? Rồi coi có tính đi đặt ở đâu không? Đặt nó nói đuôi hay là lột cái luồng mới hay là cái luồng đó? Đoạn trên hôm qua mình đi đặt, hôm qua mình thăm nó dính đó hả? Rồi biết cái đó rồi. Biết rồi. Thôi vậy thôi anh ơi. Thôi để em đi ra. Rồi ok. Vậy thôi nha anh. Để hai mơ. Tối nay anh em cà phê nói chuyện thêm. Để em đi đặt bẫy cái. Đặt lại cái. Ông Hai Quy cũng để ý rồi. Đi tú thuốc kia rồi. Đây là cái bẫy mà hổng anh hốt con hổng ngựa nha bạn. Con này nè. Oh!
chúc may mắn nghe. Đặt cái đó đi. Đấy, vậy của mình không hút con ngựa. Ở đây mình đặt hai cái dính hai con ngựa mà. Ở đây dưới tuốt làm sao? Chứ bữa nay có hút cái gì hay không? Hình như là mình kéo ra thấy nhà te hả bạn ơi. Một con chuột hy sinh này. Chuột hy sinh nè bạn ơi. Hy sinh chuột. Trời, mưa đấm lớn lớn, hai đấm kiền, vừa hơi ngập ruộng một cái, bắt ếch ngon chừng cạnh tranh. Chặt chút. Nè, phải chặt chút. Mình chút con chuột đây nè bạn, nó phát hiện trong đây có hổ hành. Bó tay nó bự tới mức độ mà không phát hiện nó luôn. Mình bắt ra nó ngay cho bạn coi nha. Là cái bẫy 8 ly mà bắt tuyệt chủng luôn á. Gắn nhỏ nè. Mà ngón tay út của mình nè, mới đẻ đầu tối vậy. Vì mà nó chơi chết chuột mình nó ghê chứ. Nó nuốt xong rồi nó ói ra bạn, chân cẳng thẳng thẳng băng này ha. Rồi phóng sinh đó nha bạn. Đừng có lại gần bẫy ta nữa nha, bỏ điểm mất tiêu bạn ơi. Mày kêu con mẹ mày ra đây. Mày không tao có nói chuyện với mày. Kêu con mẹ mày lên nói chuyện với tao. Cảm thấy ghê không? Bỏ chuột cái đặt lại đi nghe cả nhà. Cũng có cứt hành mà hành này nhỏ quá mình thả. Rồi, lên đường. Bỏ mồi vô đặt lại nha. Cái bẫy ra phơi mất mẹ rồi. Chị hả? Nói rồi mà không phơi khi kỹ một chút. Gì vậy? Hả? Cái bẫy đầu cuối cùng của anh đó bạn ơi. Bữa nay anh đi là tới giờ phút này là được một con hổ ngựa. Trời ơi, con chuột ói má ơi. Chuột ói hả? Còn mình thì chưa có được dính con nào ấy bạn ơi. Đâu sao biến chuột ói thẳng chân, cai chân thẳng băng không? Vẫn có cái. Ừ, con chuột này chuột ói nè. Tay chân thẳng băng dẹp lép nè. Cái đuôi với cái giò nó bằng dính lẹo nhau bạn. Là bạn biết chuột ói. Chung chuột ói nhìn thì biết liền. Gắn này khoảng cả 4 kg các bạn. Ừ, nó ra được lưới ảnh hồi lỗ hơi lớn nè. Rồi ảnh tổng kết ảnh được con, mình chưa có con nào trắng tay các bạn. Mình đi qua cục lùm đó thăm cái lùm đó, thăm cái với qua bên kia thăm cái nữa các bạn. Rồi lên đường thăm cái. Cái đó vô bỏ thêm hai con chuột. Ừ, rồi mình đi ra lộ mình chạy về hướng đó kia mình được thêm cái nữa mới hết 7 các bạn. Dạ dạ. Rồi lên qua tới bên đó mình sẽ bấm máy quay cho các bạn xem nha. Cái khu vực này cũng khá là hoang sơ các bạn. Thì mình cũng đặt ở đây là lần tháng thứ 3 nha bạn. Ở đây đặt mình đặt 6 cái. Nhưng mà chuyến gì rồi á là mình hết chuột, chết 5 chuột. Còn con chuột ở đây là sống thôi nha bạn. Nên chuyến này cũng giống như mình thăm con cái vậy đó. Nhưng mà không phải là thăm bạn ơi, mình cuốn luôn nha bạn. Khui ra chuột đây còn sống không? Dở đằng kia gắn vô chào ba cái để lại luôn à. Anh hai anh chờ mình ở ngoài kia bạn ơi. Rồi ra ngoài. U. Trời đất ơi. Chuột gì bự dữ thằng ông vậy? Chuột khác cho bạn ơi, chứ không phải chuột của mình. Trời ơi, chuột của mình nó xử rồi nè. Chuột mình chết rồi. Chuột khác chào bá vô, cũng vô được chuột chứ bộ ạ. Giờ chắc mình kết thúc clip bạn ơi, chứ không phải chờ ảnh. Ra chờ bình chẳng mới gắn trắng tay à. Như con một. Con chuột này nè. Nhưng con gắn hổ hành mình thả luôn rồi. Hồi con chuột này phóng sinh luôn. Nó phóng sinh được 2 con. Rồi mình đi vòng đường kia đó mà. Ngoài kia mình còn 2-3 cái nữa. Đây là mình được cống này 4 cái mà. Ngoài kia còn 2 cái nữa. Mình ra ngoài mình gặp anh hai rồi. Hai nay mình chờ gặp biệt cả nhà ngoài luôn nha. Ngồi đẹp quá ta. Mình sẽ like kìa. Mệt muốn chết luôn. Đuối. Rồi trắng tay luôn. Cuốn xong bạn ơi, mình mới cuốn xong luôn. Sáng tôi quán cho ông một chữ là phọc. Trời ơi, hay quá. Mà có nói không? Miệng ông mới linh, không có miếu. Không phải linh mà nói đúng. Rồi. Nãy linh hồi nãy tôi nói dính hổ hành, ký gửi dính này. Rồi. Chào tạm biệt cả nhà, để mình vệ sinh này các bạn ơi. Chào tạm biệt cả nhà luôn anh hai ơi. Chào nói không? Tạm biệt cả nhà, nó thúi quá. Có mấy con gắn mối bạn nó vô rồi nó chết rồi.
Đấy, cái mối chết thúi rồi bạn. Cái mối chết thúi. Cái mối này chưa chết nha. Thúi nó mà thúi. Phải rồi, cái bao này bao của Việt Nam. Con gắn nó vô không chết, còn bao đó của Trung Quốc nó vô mà gắn chết. Nó vô còn chết. Thì cái mối đó, cái mối này không sống rồi. Mình à, không có con nào mà ơi. Có con chuột này, anh xử lý con chuột này mở cái lung em anh. Không xin nó luôn ha. Chào bá nè. Rồi mình cũng tạm biệt cả nhà luôn nha. Bye bye cả nhà luôn nha. Con chuột của em nó chết rồi, nó vô nó xử con chuột của em đó. Làm sao anh? Bỏ ha. Để đi. Rồi để đây cho anh phải không? Chuột này cũng bự ha. Anh chuyên nghề đặt chuột mà. Có gì anh đâu có bỏ mấy con chuột này đâu. Rồi anh em mình đi về con ơi. Đi từ hồi sáng sớm là 7 giờ rưỡi á. Chuột đi về tôi vụ ai tôi bán 10.000. À, lấy vốn cà phê phải không? Không, quất tấm vé số chúng 2 tỷ. Trời ơi, tính ghê không? Mà giờ này xong lấy nét ra. Bây giờ là 2 giờ rưỡi, gần 2 giờ rưỡi, 2 giờ 20 bạn. 2 giờ 20 nè, còn bữa nay xong lấy nét ra. Cái chuyện cần lấy nét thì nó không lấy, nó không lấy, không lấy. Như bữa nay cần dính trắng mà nó không dính. Ừ, vậy đó, đuối. Rồi, mình... Thành quả mà đây, cũng da. À, có lý, có lý. Anh đừng cục vàng, mình nhắn tay. Rồi, lên đường nghe bạn, mình đi về, tranh thủ về, bữa nay là mình Trần tiếp tục gãy cổ rồi. Bye bye các bạn luôn, bye bye ngày coi. Có mà không sung gì chân ta, mình xìu rồi. Tạm biệt, cứ để nha.